Không phải là tôi không bán bộ ở trên TikTok shop nữa, mà có nghĩa là mình chia sẻ với anh em như thế này này. Có nghĩa là bây giờ là mình sẽ hạn chế một vài các cái combo mà nó phải khoan đục chế để cho anh em mua về anh em chỉ việc lắp như zin thôi. Ví dụ như con này chẳng hạn. Con này nó là con 2543 nhồi bông. Đó thì nó sẽ có tai treo sẵn cho cái dòng 110 như thế này. Thì ví dụ như anh em đặt con này về là anh em chỉ việc mua về và tháo ra lắp như zin thôi, không cần độ chế cái gì cả anh em ạ. Đấy. Thì ở trong những cái clip trước ấy thì mình cũng đã nói rõ anh em là mình sẽ bỏ bớt lược bớt một số các cái mặt hàng mô, ví dụ như là Tân Hoàng khoan báng này hay là 2513 khoan báng này, là mình sẽ lược bỏ bớt đi đấy để dành cho những cái con mà nó như zin như thế này. Và sắp tới ấy, thì mình sẽ làm một loạt các những cái combo mà nó sẽ là lắp như zin cho anh em, ví dụ như kể cả là 2543 nhồi bông sau này là nó cũng sẽ có tai treo đằng sau để cho những anh em nào mà các bạn ngại khoan chế thì các bạn mua về là các bạn chỉ việc lắp thôi, không cần phải khoan chế như ngày trước nữa, ok chưa ạ? Và bây giờ mời anh em nghe thử cái tiếng của con 2513 nhồi bông này nhá. Anh em nào mà đang có nhu cầu đặt hàng thì các bạn có thể kích luôn vào góc trái màn hình để đặt mua cái sản phẩm này về, hoặc là anh em nào mà muốn thì có thể là vào hồ sơ trang cá nhân của mình nhá. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng test tiếng cái con này nhá.